Dạ xin mời mọi người theo em ạ. Xin giới thiệu với mọi người á, là khu vực này á, là khu vực là gia công cái công đoạn tiếp theo là lồng bóng và lồng rang ạ. Dạ xin mời mọi người chúng ta có thể trực tiếp vào trong live để chúng ta có thể xem cái quy trình gia công nó như thế nào ạ. Và hiện tại cái này vị trí này á là vị trí kiểm tra trước khi xuất qua công đoạn lót rốt ạ. Là người kiểm tra về chất lượng sản phẩm nó như thế nào, có đạt hay không ạ. Dạ xin mời mọi người chúng ta thầy có quy trình gia công lồng bóng. Xin mời mọi người theo. Như là chúng tôi đã đưa ra là có quy trình mình gia công nó sao, đây là quy trình lồng bóng. Đây là sản phẩm xe tay cái máy xe xe hồi nãy. Dạ, xin mời mọi người chúng ta đến với quy trình là gia công tiếp theo là lồng rang ạ. Tức là nó ép ở cái trụ nén rất là mạnh để cho nó có độ bám. Ở đây là quy trình gia công quyết định của quy trình lồng rang. Như nãy em có nói là đây là sản phẩm là trước gia công, và đây là sản phẩm sau gia công ạ. Các quan cái máy nhìn ra như thế này. Cái này làm gen ạ? Đứng bên kia được không? Cái này làm gen đúng không chị? Đây là cái công đoạn là tạo gen. Nhưng mà tạo gen nguội luôn ạ? Quay tròn luôn. Cái lu kia nó rất là cứng đấy đúng không? Quay vòng tròn nó rất là cứng, nó đang ở đây là cái thử để nó lên. Test ở đấy là test à? Dạ, cái thử để mình vẹn vô. Tức là làm gen bằng hai quả lu chứ không phải là gen taro. Tú bên phòng của mình giải thiệu cho biết được người tôi cho mọi người. Em tên là Tú, là chủ tịch quản lý cho chất lượng sản phẩm tại chủ đô thôi. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người về phòng đo tài xướng để